ta cái thả ở đây có nghĩa là không làm bất cứ gì trong cái cam cả, có nghĩa là chỗ này người ta không làm gì hết, đúng, người ta không target, chính xác, người ta không target, tại vì hắn đã đi tìm cái chỗ tệp lúc like này là Facebook nó đã đi tìm cho họ rồi, là sẽ biểu thằng Facebook á, đây là những khách hàng của ta, họ có những hành vi như thế này và mày phải đi tìm kiếm những người có hành vi giống như thế này cho ta, có nghĩa là Facebook nó sẽ ok, ta sẽ liệt kê những cái hành vi những thằng này ra và ta sẽ đi tìm những người có hành vi như thế này. Target thì nó chia ra làm nhiều loại, nó chia ra tính ra là ba cái target. Target đầu tiên là target về nhân khẩu học nè, là nó có là độ tuổi, giới tính, gia đình, nói chung là liên quan đến cái việc mà gọi là cấu thành một con người, nó chưa nói tới việc các nhu cầu thiết yếu của họ mà chỉ bao quát về ba vấn đề chính là giới tính, độ tuổi và khu vực. Cái thứ hai á, đó là target về cái sở thích. Cái sở thích này thì anh sẽ giải thích sau xíu. Nó ở đây nè, cho em dễ hình dung nè. Thì anh sẽ nói tới đâu thì anh sẽ bầu tới đó để em dễ hình dung ha. Ví dụ như sở thích là khi mà em đang bàn tán với bạn bè là về ca sĩ hoặc là về cái gì đó, có nghĩa là Facebook nó sẽ có cái thuật toán là nó sẽ nghe lén và nó sẽ đọc lén tin nhắn của em. Ví dụ như hôm nay anh và em mình vừa nói vấn đề về ô tô đi, thì qua ngày mai thì có thể là nó sẽ phân phối cho mình một cái bài viết về ô tô. Cái này là về thuật toán. Hoặc là em đang thích Sơn Tùng hoặc là Đăng Vâu đi, em đang nói bàn tán về Sơn Tùng, Đăng Vâu, thì Facebook nó cũng có chế độ gọi là nó nghe lén cái lúc mà bạn bè gọi điện hoặc là nhắn tin với nhau, thì nó cũng sẽ đề xuất. Nhưng mà cái tính chính xác của cái việc AI này á, thì thật sự nó không cao. Thuật toán Facebook thì đúng là hay, đúng là đỉnh, nhưng mà để có thể gọi là nó phân phối một cách ngẫu nhiên mà nó theo cái việc nghe lén của hắn á, thì chỉ dành cho những anh chị gọi là chạy ngân sách cực kỳ to, cực kỳ khủng, là đa phần người ta sẽ thả luôn, người ta không target luôn, thì Facebook nó sẽ dễ quảng cáo hơn, nó sẽ dễ phân phối hơn. Cho nên thật sự là anh rất là ít dùng cái việc mà gọi là target theo sở thích. Xíu nữa anh sẽ hướng dẫn cho em là khi mà em lên target á, thì cái lúc mà em lên trong cam á, thì nó sẽ hiển thị cái chỗ sở thích chỗ nào, anh sẽ hướng dẫn trong đó luôn. Hay hành vi, nói về vấn đề hành vi á, thì có nghĩa là Facebook nó sẽ tổng hợp các quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần của một user, có nghĩa là một người dùng trên Facebook á, thì khi đó Facebook nó sẽ tính ra, gọi là nó sẽ từ nhiều tệp điều kiện, gọi là điều kiện A, hay lướt cái này, hay like cái kia, hay xem cái này, hay xem cái kia, xem review cái này, xem review cái kia, thì từ đó Facebook nó sẽ tổng hợp ra, thì nó sẽ loại người, nó phân loại là người này nè, người này thích đất đai nè, người này thích ô tô nè, người này thích spa mỹ phẩm nè, đó, nó sẽ phân loại người dùng ra và sau đó nó sẽ tệp, sẽ quy chụp cho cái người đó nằm trong cái cục tệp hành vi, nằm trong cái tệp. Ví dụ như hiện tại bây giờ Facebook nó đang có cái hành vi là về bất động sản, nhưng nó chưa có cái hành vi là mua bán đất, có nghĩa là giao dịch đất đai thì Facebook nó vẫn chưa có. Nhưng mà nó chỉ có cái giao dịch, nó chỉ có cái việc đó là hành vi là người này hay xem các trang bất động sản, hay xem review các bất động sản, hay là hay đi lên tìm kiếm các fanpage nội dung về bán bất động sản ở cái chỗ khu vực đó, thì đó người ta sẽ gọi là hành vi. Thì cái việc mà em target, khi mà lúc mà em target á, thì phía bên cạnh của việc của em target, anh sẽ mở lên cái tài khoản cho em xem luôn, em dễ hình dung nhất. Ở đây là về ô tô, ví dụ như anh sẽ lên một cái cam, cam bất kỳ ha, tương tác gì được, khách hàng tiềm năng tương tác gì đều được. Rồi trong cái lúc mà em chỗ ở chỗ nhóm chiến dịch này, em bắt đầu em thêm đối tượng này. Chỗ này á, khi mà em gõ ví dụ như về bất động sản, em là làm về bất động sản đúng không, động sản, rồi nó sẽ cho em cái đề xuất. Em thấy bên này nó để gì sở thích không, thấy không? Nhưng mà phía dưới này em sẽ thấy có cái cột hành vi này, trên này là em sẽ thấy có ô sở thích, nhưng mà ở dưới này sẽ là ô hành vi. Nếu như em target á, thì em target và hành vi, tỷ lệ trade và tỷ lệ mang lại kết quả cho em nó cao hơn rất là nhiều. Còn nếu như vấn đề mà em target bằng sở thích á, thì nó sẽ quay lại vấn đề trên này này, thì lúc đó em sẽ giao phó cho thằng Facebook là AI của hắn. AI hắn trong cái thời gian đó, ở cái khu vực đó, thông thường là em lên tag em hay đưa vào local nữa đúng không, khu vực nữa, thì thằng Facebook nó sẽ hiểu là ở trong local đó ngày hôm nay nó nhắm là ai có khả năng bất động sản, nó nhắm sau đó nó vứt vô, rồi nó vứt vô, mà vứt vô như đứa thì em chỉ có thắp hương thôi đó. Đúng rồi, mà cảm nhận của em khi mà em set cam về cái sở thích, em thấy nó như thế nào? Lúc thì make, lúc có make, lúc không make, lúc này lúc kia, đủ thứ lúc ấy. Nó không có tính chính xác. Và cái hậu quả của việc marketing là gì? Là khi mà em làm bất cứ chiến dịch, hoặc là em làm bất cứ gì nội dung á, hoặc là em viral thông tin á, mà em không có chỉ số đo lường là coi như em đai. Mà em sẽ đai gọi là đai kiểu bệnh ung thư, không cứu được luôn á, là em không có phương án nào xử lý hết. Đó là tối kỵ của làm marketing, là em phải có thông số để đo lường. Đó, cho nên anh không khuyến khích dùng sở thích. Nói chung là anh rất ít dùng hắn. Còn cái việc mà target mà về nhân khẩu học á, thì đương nhiên rồi, em target mà càng chính xác, nó càng bó hẹp là cái đúng cái đẹp tẹp đối tượng của em, thì cái gọi là mức độ win của em nó cao.
Còn mà về tình hành vi mà em chỉ cần xác minh ra chính xác được tính hành vi thì rất là ok luôn. Riêng đối với các ngành ví dụ như là đặc biệt ngành đặc trưng của em đi, anh sẽ nói nhiều một xíu là về bất động sản, mua bán nhà đất á, thì cái này là nó phát sinh về yếu tố giao dịch, và giao dịch này là giao dịch lớn và nó không thể thực hiện giao dịch trên Facebook được. Cho nên Facebook nó không có gọi là nó hoạch định ra cái lứa người này được, hoặc là cái nhóm hành vi người này được. Là một phần nữa là vì tài sản nó cũng lớn quá cho nên Facebook cũng chưa có thể phát triển thành tệp hành vi cho hắn. Đó. Cho nên đa phần mà khi em lên cam em chỉ ví dụ như em sợ bất động sản đi thì em chỉ thấy một cái điều là sở thích, chỉ có sở thích thôi. Em thấy này, 1 2 3 4 5 cái nó đều là sở thích cả. Thậm chí là em sợ về ví dụ như mua bán nhà đất đi. Mua bán nhà đất. Đó, mua bán nhà đất nó còn không ra nữa cơ. Cho nên là em phải rất rất là hình dung về vấn đề mà lên cam target như thế này. Thì vì đối với cam á, ví dụ như giờ người ta bắt em cái rụp ngày hôm nay lên cam là chắc em sẽ lên rất em lên trong một cách gọi là đụng đao lên đó. Em lên rất bị loạn. Và đó cũng là tối kỵ của làm việc về ads Facebook luôn. Khi mà trước khi mà em lên bất cứ chiến dịch nào, em cố gắng một ngày dành ra nguyên một ngày hoặc là một buổi đem tịnh tâm về các gọi là hành vi hoặc là nhân tính của học của họ. Em chuẩn bị nó thật kỹ rồi ngày mai em lên thì nó sẽ bị đỡ bị rối hơn, đỡ bị chập giật hơn. Đó là anh chưa nói đến vấn đề là đi sâu vào ví dụ như là content như thế nào, quảng cáo ra làm sao này kia, chia nhóm chia đồ thì ở đó anh chưa đề cập đấy ha. Anh chỉ nói trước về cái phần gọi là hiểu đúng về target. Rồi thì quay lại vấn đề mà gọi là target đi, thì khi mà em có được một khách hàng nào đó cụ thể được cái nỗi đau của họ, cụ thể được cái hành vi của họ thì cái đó em sẽ dễ lên cam. Còn câu hỏi là vậy thì những cái đối tượng nào không nên lên target? Đây, những đối tượng nào không nên lên target đó là những đối tượng mà khi mà không thể xác định chính xác nỗi đau của họ là gì hoặc là hành vi của họ ra làm sao. Ví dụ như về mảng spa đi, là cái mảng cực kỳ căng thẳng luôn, là tại vì ví dụ như họ bị mụn thì Facebook nó gọi là đây là gọi vi phạm chính sách của Facebook. Từ khi bị một người mà bị mụn, bị nổi này nổi kia, bị đau á thì người ta ít khi người ta chia sẻ lên mạng xã hội lắm. Đa phần người ta chỉ lướt 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 đâu đó người ta thấy cái nào nó ok với họ thì người ta tương tác vào thôi, chứ còn ít khi, thật sự rất là ít. 10 người thì chỉ có may mắn đâu đó một người, thậm chí là không có, họ chia sẻ cái nỗi đau ví dụ họ bị mụn bị này kia. Vì đa phần Facebook là mạng xã hội, mà mạng xã hội là ảo, mà người ta luôn muốn cái gì đẹp đẽ người ta up lên thôi. Cho nên những cái tệp ví dụ như thế này là những tệp cực kỳ target, gọi là cái những cái nội dung quảng cáo cực kỳ khó khăn để xử lý cho hắn. Vậy thì mình sẽ có bài xử lý cho hắn như thế nào, anh cũng sẽ có luôn cái nội dung xử lý cho hắn. Đối với những cái sản phẩm á mà không target được, có nghĩa là mình không nên target về thuốc này, về dược này, về gọi là các hóa chất này, mua bán nhà đất bất động sản của em cũng là một dạng, hoặc là những cái mà về tài chính FA credit này, hay là về mấy anh mà cà cựa là cá độ ấy, nó em cũng vẫn thấy rất là nhiều. Hoặc gọi là những cái sản phẩm hoặc là những cái nội dung quảng cáo mà nó không có đối tượng rõ ràng. Nếu như mà đã mặc định lên khi mình search target của đối tượng đó ra rồi mà mình không thấy hành vi là mình đó là một cái mẹo để nhận diện á, thì mình biết rằng là cái sản phẩm mà mình đang làm này á, thì nó không thể đi target theo một cách bình thường được. Và nếu như mình đã không thể rồi mà mình cố chấp mình làm thì mình chỉ có lỗ và lỗ thôi. Đó. Cho nên là mình hình dung nó ngay từ đầu. Khi mà mình bật tẹp lên mà mình không thấy mình khi mình search đặt target á, mình không thấy được cái chữ hành vi phù hợp với hắn á thì thôi bỏ. Mình sẽ có cách xử lý cho hắn sau. Vậy thì đối với những quảng cáo đó thì sẽ chạy như nào? Thì nôm na chung mà khi mà em lên search tìm kiếm trên Google hoặc lên trên các diễn đàn hoặc là các group nó chia sẻ thì anh em hay gọi chung những cái sản phẩm như thế này là sản phẩm vi phạm chính sách. Và người ta sẽ có cách chạy cho sản phẩm vi phạm chính sách. Trước mắt để có thể target được hắn đi, target cho hắn thì anh sẽ hướng dẫn cho em cách để em lên những cái cam mà nó ít đụng chạm nhất, như hôm rồi là Uyên bị gì nhỉ? Uyên bị giải ngân. Đúng không ta? Đúng rồi. Đó. Thì đợt trước cái việc của em lên cam mà bị đai đai mà sao em cố chấp lần nữa cái nó đai lung á. Đó là cái việc lên content. Thì trong cái chỗ nội dung á, content á thì nó chứa những cái từ ngữ bị cấm. Thì Uyên cố gắng khi mà Uyên lên cam á thì Uyên sẽ cố gắng luồn lách hắn. Thứ nhất là bằng cách sáng tạo nè. Sáng tạo ở đây anh sẽ ví dụ như anh muốn bán thuốc giảm cân đi, mà thay vì là anh để một cái content gọi là ghi là thuốc giảm cân của tôi tốt hoặc là giảm được bao nhiêu ký đó, không, tôi sẽ ghi một cách khác mà Facebook hắn cũng quét nè, thuật toán Facebook nó vẫn quét thôi, nó vẫn quét qua những cái từ ngữ đó thôi, nhưng mà nó sẽ không hiểu được cái ngữ pháp của người Việt Nam mình, đó là biến Minh Béo thành Minh Nhí. Em biết Minh Béo, anh Minh Béo không, chú Minh Béo không, em biết chú Minh Nhí không? Đó có nghĩa là em hãy cố gắng lên sáng tạo vậy hả. Khi mà em càng sáng tạo về các thuật ngữ về quảng cáo thì em sẽ có một cái cách để em luồn lách qua các vi phạm chính sách này. Thì anh sẽ nói lại ví dụ như về mà em bán thuốc giảm cân á, mà em chỉ cần ghi một cái content cực kỳ độc đáo là biến Minh Béo thành Minh Nhí,
rồi em đưa các bài content của em đi lên, anh đảm bảo là người dùng người ta đọc, người ta vẫn hiểu là em đang làm cái gì, em đang gọi là BR về vấn đề gì. Nhưng mà thằng AI của thằng Facebook á, thì nó sẽ không hiểu được. Ở thời điểm hiện tại nha, anh đang nói ở thời điểm hiện tại thì Facebook AI nó sẽ không hiểu được. Nhưng mà về trong tương lai, có nghĩa là tương lai gần hoặc tương lai xa á, thì vấn đề nó thì anh sẽ không ước lượng được. Có một ngày nào đó quảng cáo em lăn đồng ra chết, tại vì những cái bài post của em trước đây là bị thằng Facebook nó update thuật toán, thì nó quét lại những cái nội dung đó mà mình đài. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Hoặc là dùng cái từ như thế này nè, những cái từ ví dụ như hôm đó anh lên cam cho anh lên cam bên phòng khám đa khoa nè, ung thư các thứ luôn, ví dụ như lên cam này chạy ung thư nè, đó anh vẫn chạy lên cam ung thư cho họ đó. Có những từ như thế này anh vẫn để vào ô, anh vẫn để vào ô, nhưng mà anh chỉ chạy trên cái page phụ thôi. Đây là cái page phụ nha, page chính khoảng là page kia đây nè, hai page chính khoảng này, còn đây là page phụ nè. Đó, anh chỉ chạy page phụ. Những cái cam nào mà ước tính của anh là anh dự trù trong tầm 1 năm hay là 2 năm tới Facebook nó sẽ update thuật toán đi, nó hiểu hơn về ngôn ngữ ngữ như thế này, thì nó sẽ giết chết cái page này, thì anh chả quan tâm vì đây là page phụ, chết thì anh bỏ. Còn page chính của anh sẽ chạy những cam sạch rồi, còn page phụ anh sẽ chạy những cam nguy hiểm như thế này. Và cách nhân cam thì anh sẽ làm một cái nội dung hướng dẫn cho em chi tiết vào video nội dung training kế tiếp. Hey. Còn AI Facebook thì anh sẽ giới thiệu qua AI Facebook, khi nó đọc thì nó sẽ hiểu là u ngờ và Facebook nó không hiểu cái từ này là từ gì. AI nó quét cũng rất tê thư tê ư đó, nó kiểu nó sẽ quét như vậy, nó chả hiểu gì hết. Đó, đây là về cái cách mà mình luồn lách ha, có nghĩa là mình lách cái này, mình lách cái ngôn từ content này. Còn ngoài ra đối với việc hình ảnh thì mình sẽ post một cái hình ảnh nó không liên quan ở đây là gì. Ví dụ như một cái em sẽ để một bức ảnh của một người nào đó gọi là bị mụn, sau đó là em chụp thêm một bức ảnh của một người nào đó ở cũng người đó nhưng mà ở góc độ khác, người ta cầm một cái thảo lên, người ta một cái thảo tên thương hiệu, và nhớ rằng tên cái thương hiệu nó đừng có bất cứ cái gì gọi là công dụng của thuốc. Ví dụ như làm đẹp làm mụn là Facebook nó sẽ quét qua ảnh, nó quét vào cái pixel trên ảnh và nó sẽ đọc được cái chữ đó. Cho nên là chỉ cần cái người đẹp đó, người ta cầm cái thảo đó và người ta cầm cái thảo đó lên chụp lên như này thôi là đảm bảo là sẽ thành công, đảm bảo là sẽ bắt qua được. Còn lại là cái nội dung mà hồi nãy anh ghi bên trên, ví dụ như giảm cân đó đi, ghi cái bên trên nó ghi là biến mình béo thành mình nhí, cái kèm với cái ảnh như vậy thì tự người dùng khi người ta tiếp cận với cái content người ta đã hiểu rồi đó. Và đó là cái cách để mình né tránh thuật toán. Ví dụ như đối với bài post của em á, về giải ngân á, bài post của em về giải ngân đi, thì em cũng có thể là chữ A á, ví dụ như chữ anh sẽ lấy ví dụ như thế này, chữ đài anh sẽ viết hoa hết luôn, ngân, ví dụ như chữ này chữ ngân đúng không, thì em chỉ cần cắt cho anh cái chữ A này, em chỉ cắt ngang vậy là được. Không rồi anh thấy em cắt hết cả 4 chữ luôn. Em chỉ cần cắt một chữ A đây thôi thì Facebook nó đã quét không ra cái chữ này là chữ gì rồi, hiểu không? Đó cũng là một cái mẹo ấy, có nghĩa là tiếp và mẹo thì anh sẽ chia sẻ liên tục lên trên group để em nắm. Hey. Và có bất cứ gì thắc mắc thì cứ nhắn lên group anh sẽ xử lý liền, tranh thủ thời gian anh sẽ xử lý luôn. Rồi, cái này là vi phạm ha. Rồi anh đã nói về những thứ nó đang vi phạm nè, về nội dung 1 và nội dung 2, target và target thường và target vi phạm, target không rõ đối tượng. Bây giờ là đến tới phần thứ ba là phần gọi là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ có cái gọi là tạo phễu khách hàng này, cái này mới hay nè, tạo phễu này nó sẽ hay hơn. Ví dụ như bây giờ em viết một cái bài quảng cáo trị mụn, em viết là liệu trình trị mụn là 90k hoặc là em bán một cái bất động sản nào đó. Ví dụ như bình thường bất động sản là 1 tỷ đi, nhưng em kêu là bán bất động sản đó chỉ với giá 50% là 600 triệu đi, thì cái việc mà người ta kích vào quảng cáo và người ta nhắn tin cho em, thì tụi anh gọi là những người em bắt đầu em đi về marketing bên Facebook rồi, đi về Facebook Ads đó, thì em hãy làm quen với những cái ngôn từ như thế này, đó là tỷ lệ chuyển đổi. Thì khả năng mà người mà có khả năng mua đất của mình đó, họ sẽ nhắn tin cho mình và có khả năng mua sản phẩm đó, người ta gọi là tỷ lệ chuyển đổi nó cao, đúng không? Đó là đối với những bài quảng cáo mà gọi là mình cho ra chiến dịch và mình cho ra cái tỷ lệ chuyển đổi. Nhưng em hãy nhìn với góc độ một người dùng bình thường, một góc độ bình dùng người thường, thì so với một cái bài mà gọi là quảng cáo trị mụn chỉ 99k với lại là 5 bước mà nội dung nó sẽ khác nhau, là 5 bước điều trị mụn tại nhà hiệu quả, thì bởi một người dùng bình thường thì em sẽ thích kích vào cái nào hơn? Em suy nghĩ một cách bình thường. Ví dụ như giờ em phải bỏ tiền ra để em có thể sử dụng liệu trình hiệu quả, so với cái việc em có thể tự trữ tại nhà không tốn một đồng nào, thì em chọn nào? Mà người ta hướng dẫn mình rõ ràng luôn, đúng không? Chính xác. Rồi bây giờ anh sẽ đi sâu vào nè,
Ví dụ như một người người ta đang bị mụn sơ sơ đi thì người ta mong muốn là trị ở nhà nhiều hơn so với việc là phải bỏ tiền. Hoặc là một số người lâu lâu mới bị mụn, hoặc là tới một cái giai đoạn nào đó người ta mới bị mụn, hoặc là người ta chuẩn bị tới giai tuổi bị mụn, tuổi dậy thì đó, thì người ta bắt đầu người ta quan tâm vấn đề này. Và cái việc như này là bắt đầu là em rào, em lên một cái cam lên như thế này là em rào hết tất cả những người, gom hết lại đây, gom hết lại đây. Còn đây là cái việc em ăn sỏi, có nghĩa là chạy là ra đơn liền mà, là em ăn sỏi. Còn cái việc dưới này là bắt đầu tạo phễu, anh sẽ nói lý do tại sao, lợi ích tại sao tạo phễu. Đó, cái việc ở dưới này á, nó hiệu quả là cái việc là em gom được nhiều người về, lâu kéo họ về được cái fanpage của mình, lâu kéo họ về được cái fanpage mình ha. Tất nhiên là người ta không mua hàng, nhưng mà người ta sẽ like nè, like cái đầu tiên là người ta sẽ like cái bài post của em nè, like cái video của em nè. Và trên Facebook nó có chức năng là lưu video, họ có thể lưu video em lại, họ có thể vào trong cái fanpage của em, họ xem các nội dung bổ ích hơn. Cái tính bổ ích của fanpage em nó cao hơn, cái lượt reach fanpage em nó cao hơn, Facebook nó sẽ đánh giá cái page của em chất lượng hơn. Và từ đó cái việc quảng cáo của em, chi phí quảng cáo nó sẽ rẻ hơn so với những page mà chỉ chuyên chăm chăm bán hàng. Yên hình dung không? Chính xác. Đây, đây là cái mà gọi là các thầy á, các thầy hoặc là các anh chia sẻ thì hãy chỉ tập trung vấn đề là chạy cam hiệu quả, hoặc là nói với em là tạo phễu, nhưng người ta đâu có nói cho em là tạo phễu đó phục vụ mục đích gì và sử dụng cái phễu đó ra làm sao. Đó, đây mới là cái cây quật chính xác của việc chạy ads. Thì đầu tiên á, đối với những cái cam lên của những cái bách mới luôn, anh gọi là bách tươi á, thì người ta đa phần người ta sẽ chăm vào cái bách nhiều hơn, người ta gọi là bỏ công sức ra người ta chăm bách, chăm bằng cách là đưa lên những cái nội dung hiệu quả, chia sẻ những kinh nghiệm gọi là có tính thiết thực, và gọi là hỗ trợ khách hàng trong những thứ mà người ta có thể tự xử lý được, thì cố gắng chia sẻ với họ để tạo niềm tin nè, tạo lượt reach cao nè, tạo lượt view cao, lượt traffic cao, và lâu kéo họ về với khách hàng của mình. Vì khi khách hàng về với page của em á, thì em sẽ có một cái cực kỳ hay ở đó là em sẽ tạo một cái phễu gọi là những người đã tương tác với page, hoặc là những người đã like page, những người đã nhắn tin với page. Em có bao giờ em tiếp xúc với lại cái tạo phễu khách hàng đó chưa? Tạo tẹp ấy. Rồi, bây giờ thì anh cũng sẽ giới thiệu tới phần đó luôn. Ví dụ như ở đây anh tắt cái cam này đi. Nào, qua bên chỗ đối tượng này. Đây, đây là những người người ta đã tương tác với page rồi. Có nghĩa là anh có một cái phễu, ngay cái bản thân cái page của anh đã là một cái rổ rồi, để anh đựng khách hàng rồi. Thì những người người ta đã nhắn tin với lại page của anh này, like page của anh này, người ta đã nhắn tin rồi, anh sẽ tạo họ lại. Sau đó anh sẽ lúc like. Lúc like là việc là gì? Lúc like là sẽ biểu thằng Facebook á, đây là những khách hàng của ta, họ có những hành vi như thế này, và mày phải đi tìm kiếm những người có hành vi giống như thế này cho ta. Hay không? Người ta gọi đây là super target. Có nghĩa là Facebook nó sẽ ok, ta sẽ liệt kê những cái hành vi những thằng này ra, và ta sẽ đi tìm những người có hành vi như thế này. Ví dụ những người thích mua đất, thì có nghĩa là Uyên thích mua đất, thì anh Dương cũng thích mua đất, nhưng có vấn đề là anh Dương chưa tiếp cận được cái page của Uyên. Nhưng mà Facebook nó hiểu rằng là anh Dương có hành vi thích mua đất, thì Facebook nó sẽ phân phối những cái nội dung quảng cáo mà nếu như mình xếp trên cái tệp đó, tệp này nè, mình xếp đến với lại anh Dương, tiếp cận tới những người mà người ta có hành vi nhưng mà người ta chưa bao giờ tiếp với bếp của mình, chưa tiếp cận bếp của mình. Và cái này nó sẽ đặt ra một cái gọi là cái cây quật lớn cho em, là cái tệp khách hàng trong cái bếp của em nó càng to thì cái việc lúc like của em nó càng chắc, và em lên cam nó càng nhẹ nhàng. Hiểu ra cái bếp tại sao mình phải chăm bếp nó kinh khủng không? Đó, cho nên cái việc mà em tạo cam á, thậm chí có những cam có những cái phễu nó cho phép em là, ví dụ như có những phễu nó cho phép em là tạo cái tệp là lưu trữ hành vi người dùng đã xem qua cái video của em nữa cơ. Có, Facebook nó có. Vào trong tệp đối tượng này, em tạo đối tượng điều chỉnh, em đánh phần video này. Đây, ở đây thì Facebook nó cho phép em chọn lại nội dung này. Họ có thể họ xem cái video của em, nếu như video của em nó rất là hữu ích. Ví dụ như anh sẽ lấy ví dụ như về đất đai đi. Đất đai người ta hay chép cái gì nhỉ? Bản đồ địa chính. À, người ta sơ đồ quy hoạch. Đó, đối với đất đai người ta sẽ có hay thường xuyên là check những cái sơ đồ quy hoạch của cái vùng đó. Thì em sẽ có một cái video gọi là hướng dẫn người ta check sơ đồ quy hoạch, chọn mặt tiền, hoặc là những cái video mà nó liên quan đến việc gọi là phong thủy này, tuổi nào hợp đất nào này, hướng nào này, đúng không, pháp lý xử lý đất ra làm sao, đất xử lý như thế nào là đất sạch này. Những cái video như vậy là những video anh gọi là chắc để lôi kéo những người mà bắt đầu người ta có tiềm năng. Bây giờ nha, giới trẻ ví dụ như từ 28-29 tuổi mua đất cũng rất là đông nha, đừng có nói tới bốn mấy tuổi. Có nghĩa là những người như vậy là những người họ có quan tâm đến đất. Thay vì đi em đi target, hồi nãy em target sở thích đúng không, thì đây sẽ là những người người ta đã tương tác với em và em chắc chắn họ có nhu cầu rồi đấy. Người này mà không có nhu cầu nữa thì không có ai nữa đâu. Đó, em lên những cái video phễu như vậy, và sau đó em
chắt lọc ra những người mà xem hết 25% dung lượng của video của em là cũng như cũng đã ok rồi, mà những người xem hết 50 này, có những người xem hết 75%, có những người xem hết 95% là những người cực kỳ quan tâm luôn, đúng không? Thì em sẽ tạo ra những cái tệp A như vậy. Tệp A là những người quan tâm đến cái nội dung mà em chia sẻ đó. Sau đó là lục lại và xử nó thôi. Đó, anh sẽ quay lại cái vấn đề về cái mức độ hiệu quả của hắn nha. Hiệu quả của hắn là hiệu quả mang tính lâu dài. Còn nếu như một cái page mà em chỉ xoay quanh vấn đề là em kinh doanh, em đăng nội dung đi, thì Facebook nó sẽ càng ngày cái CPM của em sẽ thấy cái càng ngày nó càng cao. Xíu nữa anh sẽ giải thích về CPM luôn. Các chỉ số ví dụ như là thay vì em tiếp cận với 1.000 người chỉ phí với chi phí là 100.000 Việt Nam đồng, thì em tiếp cận được 1.000 người đi, thì khi mà cái fanpage của em bị spam quá rồi, em chỉ chăm cho em chạy quảng cáo thôi á, thì Facebook nó có thể nhân cái CPM nó lên 300 hoặc là 400.000. Lúc đó là cũng với một cái kết quả, nhưng mà em phải trả rất nhiều tiền thì em mới có thể có được một khách hàng. Nó đi sau vào đó. Cho nên đối với một ad thủ chuyên nghiệp thì việc đầu tiên nó không phải là nó nhận bait, không phải là nó nhận cái cam, nó không nhận nội dung, mà nó cần xem cái bait đó là gì, bait đó đang như thế nào. Cho nên câu mở lòng của anh, đôi khi bất kỳ ai mà bảo là Dương ơi lên chiến dịch quảng cáo giúp hoặc là triển khai marketing á, là anh đều có một câu hỏi là bạn gửi cho mình cái bait. Đó là cái câu cửa miệng của anh luôn. Anh luôn luôn check cái fanpage trước, coi thử là fanpage nó như thế nào rồi. Và cái nội dung mà check điểm fanpage thì anh sẽ nói về sau. Trong cái phần này sẽ có luôn cho em luôn ha. Rồi. Đây, anh sẽ tóm gọn lại những cái thứ nãy giờ mà anh chia sẻ này. Cái việc mà em làm video chia sẻ, gọi là mình móc gan móc ruột mình ra để mình chia sẻ, thì em sẽ có được những cái khách hàng tiềm năng. Được thêm một cái lợi nữa là Facebook nó sẽ đề xuất nội dung của em nữa đấy. Rồi, bước thứ hai đó là em tạo được cái tệp đối tượng tùy chỉnh từ video này. Sau đó là mình có được cái tệp khách hàng người ta đã có chung một cái nỗi đau với nhau, người ta cực kỳ có tiềm năng về cái mảng sản phẩm mà mình đang bán. Sau đó là em lúc like cái tệp đó lên. Ví dụ như cái tệp của em đang có 100.000 người, thì khi mà em lúc like từ 1% hay 10% á, thì em sẽ có đâu đó tầm 1 triệu người. 1 triệu người thì em tha hồ em quảng cáo chưa. Có nghĩa là Facebook nó sẽ tìm kiếm cho em 1 triệu người có cái hành vi như vậy để em quảng cáo. Rồi. Và em sẽ kết hợp đó là phễu data, có nghĩa là em kết hợp 1 và 2. Một là những người đã xem video của em nè, và em sẽ cộng thêm những người người ta đã lúc like của em nè. Facebook nó đã đi tìm giúp em nè. Và khi mà em đã lên cam như thế này rồi thì em không cần target cái gì nữa hết. Em chỉ like như thế, và người ta nói, em có từng nghe qua cái thuật ngữ đó là target thả và target cắn giờ, có nghĩa là không target gì cả giờ. Chính xác. Target thả ở đây có nghĩa là không làm bất cứ gì trong cái cam cả, có nghĩa là chỗ này người ta không làm gì hết. Đúng. Người ta không target. Chính xác, người ta không target. Tại vì hắn đã đi tìm cái chỗ tệp lúc like này, là Facebook nó đã đi tìm cho họ rồi. Và người ta nói là đỉnh cao của việc target có nghĩa là không target gì cả. Cái gì? Vật chất không sinh ra từ lưu thông mà nó cũng sinh ra từ trong lưu thông đấy. Đó. Đó, thì nó cũng tương tự như thế này. Có nghĩa là khi mà em đã có được cái tệp lúc like đó, nghĩa là em ra lệnh cho Facebook á là mày phải đi tìm những người mà có nhu cầu như thế này cho tao, đúng y như này là Facebook nó sẽ tìm đúng cho em luôn. Khi đây em đã có được những cái tệp như thế này rồi thì em cần chai em phải target nữa. Cứ rứa mà thả ra mà chạy thôi. Đó là cái mà em để dễ hình dung nhất. Người ta gọi là super target là vậy. Có nghĩa là ngay từ bước đầu tiên là những cái video chia sẻ của em phải có lịch trình cho hắn. Có nghĩa là một tháng sẽ có bao nhiêu nội dung sẽ là chia sẻ. Thậm chí mình chia sẻ bằng content cũng được, không sao hết, chia sẻ bằng content vẫn được. Nếu như content mình hay thì mình sẽ có like hoặc có comment. Đó, thì mình cũng có thể chia sẻ bằng cái content. Đó, cố gắng ha. Cố gắng chia sẻ bằng như thế này. Và đối với những page mà em bắt đầu em đã xác định là em lấy tệp rồi. Hồi nãy là anh có nói cho em về cái dạng hai page đúng không? Thì anh không lấy cái tệp đối tượng của anh trên cái page truyền thông, mà anh chỉ lấy cái tệp đối tượng của anh trên cái page phòng khám đa khoa thôi. Anh sẽ giải thích nè. Thì vì khi mà những cái page mà ảo như thế này anh tạo ra thì anh sẽ book like cho hắn. Anh sẽ book like cho hắn, em thấy không? Đối với những page mà book like như thế này, em lấy tệp của hắn là coi như bỏ, tại vì những cái thằng này là ảo hết. Em hình dung không? Rồi, anh chỉ lấy, có nghĩa là anh chỉ lấy những cái người mà người ta thích, thực sự thích ta đa khoa tâm đất thôi. Người ta chỉ quan tâm tới thằng này thôi. Đây là toàn bộ những người like thật của cái tỉnh Bình Phước đây. Đó, đây là toàn bộ những người like thật ở cái tỉnh Bình Phước. Và anh lúc like trên cái tệp này thì nó cực kỳ nhẹ nhàng, chạy tới đâu ăn tới đó. Nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Đó. Còn lại việc mà anh chỉ chạy là những cái cam nào nguy hiểm thì anh sẽ bỏ lên cam này và anh sẽ chuyển đổi tin nhắn. Ví dụ như ở đây
anh vào xem với dạng là của Đức Nhân đi. Thì cái nút ở trên cái fanpage truyền thông này á, thì em cũng có thể gọi nè, một là gọi cho số hotline của bệnh viện này, hai thì em cũng có thể tùy chỉnh cái nút gọi này, cái nút nhắn tin. Và khi mà người ta nhắn tin thì hắn sẽ tỏ tin nhắn về cái bác chính. Đó là mẹo. Và cái bác như cái bác này thì cái cách mà nhân bác, xử lý bác, chạy cam bác, tách cam bác, xử lý trang trắng thì anh sẽ gom lại và anh sẽ làm một cái nội dung chia sẻ chi tiết tiếp theo rồi. Còn giờ thì mình sẽ quay lại vấn đề chính để tránh vấn đề sao nhãng. Đây, sử dụng phễu nè. Cái việc mà target của em, target thả của em á, là sau khi mà em có cái phễu này rồi đúng không, thì em sẽ kết hợp là cái phễu data đó, lúc like nó ra cộng với cái local là ví dụ như ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam, thì em chỉ ghim vào hai khu vực đó thôi. Rồi cộng với ông chuyển đổi bên trên, có nghĩa là lúc này là em mới sử dụng ông chuyển đổi này, lúc này mới sử dụng ông quảng cáo này nè. Anh sẽ để ông quảng cáo này là ông quảng cáo A đi. Rồi lúc này thì em chỉ bắt đầu em mới đưa, có nghĩa là những cái cam quảng cáo này của em sẽ chạy cho cái việc này, uyên hình dung không nhỉ? Rồi có nghĩa là em lên cái cam gọi là, ở đây là anh lên cái cam gọi là bán miếng đất 500 triệu đi, nhưng mà anh sẽ lên, anh sẽ xét cái tệp target của anh bằng những cái ông này. Anh không target mà anh sẽ để thẳng ở đây nè, đối tượng nè, anh chỉnh đối tượng nè, ví dụ như anh chỉnh đối tượng này đúng không, nhưng mà cái bài quảng cáo của anh là cái bài quảng cáo 500 triệu là cái ông chuyển đổi này nè. Có nghĩa là cái ông đầu tiên nào anh chạy quảng cáo cho ổng để có một vấn đề gọi là đi thu chính xác rồi. Good job, chính xác rồi đó. Đây, cộng với ông quảng cáo A là mình sẽ thành một cái cam hoàn chỉnh. Anh sẽ ghi lại cái cam đi. Cam hoàn chỉnh. Đây, gọi là phễu target. Sử dụng phễu target cộng với lại local, cộng với lại cái thằng quảng cáo mày muốn, có nghĩa là em quảng cáo A, B, C, D gì đó, những cái quảng cáo mục tiêu để có khách hàng nhắn tin á, thì người ta gọi là quảng cáo chuyển đổi, thì nó sẽ kết hợp với lại hai ông trai đó. Và cái việc này nó phải tiến hành song song, có nghĩa là mình vẫn lên nội dung để mình nuôi bác, để kiếm phễu, để kiếm khách hàng, nhưng mà mình cũng sẽ lên những cái cam để mình gạt hái cái phễu đó lại đó. Hình dung ha. Rồi ok, rồi tới đây là cái việc super target. Ở trên thì nó cũng là super target, nhưng mà đối với cái phần mà super target phía dưới này thì gọi là anh super target pro đi. Cái việc là super target pro này á, thì đối với những ông mà gọi là chạy chùm đi, anh không nói, anh khoan nói anh em mình ha, anh nói những người hơn cả anh đi, những người gọi là người ta chạy chùm về quảng cáo, thì người ta có cái thủ thuật, ví dụ như ở trên là em thấy là mình nhân lên cỡ tầm 1 triệu người đi, thì mấy ổng muốn là trong một ngày thôi, có nghĩa là ổng muốn ăn sâu liền trong một ngày ổng bỏ ra 1 triệu, ông bỏ ra 1 triệu mà lồng răng đó mà ông cán được hết 1 triệu người này, ông sẽ tính toán răng cho nó hợp lý, thì bắt đầu anh sẽ lấy cái chỗ thông số này. Thì khi mà anh bỏ cái tệp như thế này rồi đúng không, thì em thấy cái Facebook nó sẽ hiển thị cái quy mô đối tượng này là từ 2.500 cho tới 2.900 này đúng không, thì lúc đó ông sẽ thêm một cái tệp loại trừ dưới này, ông sẽ tìm mọi cách để ông loại trừ ra, có nghĩa là loại trừ những người đã nhắn tin với lại bác rồi nè, nó sẽ trừ bớt ra nè, trừ bớt những người đó ra, những người đã nhắn tin này nó sẽ loại trừ bớt ra. Rồi xuống phía dưới này ổng sẽ thêm là không ở Việt Nam nữa mà sẽ ở Đà Nẵng này, có nghĩa là ổng sẽ thêm bắt đầu lúc mà em lên target á, thì lúc này là lúc để em loại trừ cái cục cái tên kia ra, bắt đầu loại ra. Và thông thường á, đối với lại những cam thả thì em chỉ cam tới đây là cùng, hoặc là cùng lắm thêm tuổi thêm đồ là cùng, nhưng không, đối với mấy ông mà chạy super target pro này, ổng chạy trong một ngày thôi, thì ổng sẽ loại ra bằng cách là không ghim bằng cả Đà Nẵng, mà ổng sẽ ghim một tỉnh trong một cái huyện trong Đà Nẵng thôi. Ổng sẽ ghim như thế này nè, bỏ game vô, thả game, tập trung chạy đây thôi. Chạy đây bán kính cỡ tầm 5 km. Ông chạy ông quét cái cục này trước, coi thử cái khu vực người ở trên này. Đối với cái phễu, đảm bảo là cái phễu này là phễu ok rồi nha, không bàn cãi gì tới cái phễu nữa nha. Ông chỉ muốn là coi thử cái khu vực chỗ này nè, khu vực mà chỗ khu vực Kim Liên đồ các thứ chỗ Đà Nẵng này nè, những người ở đây người ta có nhu cầu không. Đó, ông sẽ lên đây một cái nhóm. Đây là một nhóm. Tiếp tục, ông xuống ông tạo ra một cái nhóm thứ hai. Rồi đó là ông game tiếp. Ông ghim tiếp xuống cái chỗ này là Hòa Xuân đi, ông ghim tiếp chỗ Hòa Xuân, coi thử là cái nhóm người chỗ Hòa Xuân này họ có tiền và họ có quan tâm mua cái thứ này không.
tại vì ổng không có thời gian. Đối với những người người ta chạy theo kết quả là người ta chỉ có chạy test một ngày thôi, và người ta sẽ test những cái khu vực nào nó ok, và người ta sẽ bóp cái cục đó lại. Đó là cái cách mà người ta bóp này, người ta bóp này, người ta sẽ giảm độ tuổi xuống, tách độ tuổi ra. Ví dụ như sẽ có khoảng độ tuổi là từ 18 18 cho tới 24, 25 cho tới 34, 35 cho tới 45 44 cái tới 45 cái tới 54. Đó, người ta sẽ tách rất là nhỏ, và người ta sẽ tách ra khoảng trí cái việc gọi là vị trí địa lý. Người ta sẽ thêm nhiều sở thích, nhiều hành vi. Người ta làm sao người ta bóp cái tẹp mà 3.000 người này, người ta bóp xuống còn 10.000 người. Người ta bóp cái tẹp đó xuống, thì sau đó người ta tạo ra 10 nhóm quảng cáo và chạy 100k một nhóm, tức là 1 triệu đấy. Thì người ta đã có thể quét được. Cái việc này để riêng đi, anh em sẽ để gọi đây là hậu quả. Nó sẽ có nhược điểm mà có hậu quả nghe. Hậu quả mà đoạn này ghi hiệu quả mất. Rồi. À, cái việc hiệu quả của họ là trong vòng một ngày người ta có thể xử lý được một cục rồi. Rồi người ta tiếp tục người ta lên một cái cam tương tự để người ta xử lý là cái đống này còn lại. Người ta ví dụ như hôm nay người ta thêm địa vị trí cái cam này, cam này người ta lên cái địa chi vị trí địa lý này, thì cái cam kia người ta lên vị trí địa lý khác cũng với cái cách target như thế này luôn. Người ta lội ra coi thử là cái chỗ nào nhiều này, cái chỗ nào ngon này, cái chỗ ta chỗ này thì phù hợp với target nào này. Có nghĩa là người ta sẽ có cái việc người ta đi rà bom xong cái cục đó nữa. Người ta rà xong rồi người ta còn xử lý cái cục đó nữa, người ta nhân ra và người ta cho chạy xuyên suốt. Rồi. Đó, đây là cái cách mà gọi là Super Target Pro để xử lý. Nhưng mà cái này sẽ có một hiệu quả nha. Bình thường Yên có thấy một cái bài quảng cáo mà Yên thấy tới 2 lần không? Chính xác. Vì anh sẽ gọi đó là tần suất. Có bao giờ em để ý cái thông số tần suất trong cam không? Rồi. À, cái đó thì nó thiên hướng về đọc chỉ số và xử lý chỉ số. Anh sẽ làm trong một nội dung khác ha, nội dung kế tiếp của nội dung này. À, ví dụ như ở đây nó sẽ có cái mục gọi là tần suất. Anh sẽ mở một cái tương tác đi. À đúng rồi, phân phối, cột phân phối. Rồi lượt hiển thị sẽ tần suất này. Khi mà tần suất của em nó vượt qua cỡ 2 rồi á, thì lúc đó em hình dung giúp anh một điều, đó là những người trong cái bài quảng cáo, trong những người mà tiếp cận, những người tiếp cận như này là họ đã thấy bài quảng cáo của em đến 2 lần, hiểu không? Rồi đó, vấn đề về tần suất ha. Thì có những cái nội dung sản phẩm mà mình sẽ cho tần suất nó cao, tại vì những cái sản phẩm giá trị lớn đôi khi tương tác 1 lần 2 lần người ta mới bắt đầu người ta nhắn tin, đó là chuyện bình thường. Có nghĩa là làm nhiều thì nó sẽ quen và nó sẽ tiếp cận được, đâu sẽ là cái sản phẩm mà nhìn 1 lần người ta sẽ mua, hoặc là nhìn phải 3, thậm chí là 3-4 lần. Thì vì chạy mà vì chạy ads thì người ta có vẽ ra một cái sơ đồ hành trình mua hàng của khách hàng nữa kia. Người ta xem ở trên Facebook này, người ta lên trên website này, người ta qua bên YouTube này, sau đó người ta mới mua hàng, chuyện bình thường. Thì có những cái sản phẩm đặc trưng thì mình sẽ tính chuyện sau, nhưng mà ở đây là anh đang nói trên những cái sản phẩm gọi là đặc thù. Thì khi mà hiệu quả tần suất của em nó lên tới 6, lên tới 7, lên tới 8, nó xảy ra cái tình huống ban đầu hồi nãy anh nói với em hồi nãy, là Facebook nó sẽ đánh giá cái page của em là một cái page spam, một cái bếp kém chất lượng, và khi đó em chạy quảng cáo nó cực kỳ khổ, cam rất là đắt. Đó, này vấn đề Yên hình dung vấn đề này ha. Đây là về tần suất quảng cáo, đây là hiệu quả ha. Cái cách mà để mình xem cái việc hiệu quả này luôn là khi mà nó đạt tới 1.6 là cho dừng ngay lập tức. Khi mà em áp dụng, anh mong một ngày nào đó em sẽ áp dụng được cái trình Super Target Pro này. Rồi khi đó em sẽ nhớ giúp anh là hồi xưa anh Dương có nói là có check cái phần tần suất quảng cáo để xử lý hắn. Thì nhớ cái phần này ha. Rồi xuống dưới. Đây là hậu quả nè, hậu quả mà anh nói nè, CPM cao kinh khủng khiếp, tăng ngân sách giá thầu lên, mà mình lỡ mà mình để chế độ là chạy hàng ngày, mình không để giới hạn thời gian, mình quay hát là rồi luôn á, nó đốt là vứt tiền qua cửa sổ luôn. Rồi cách xử lý cam, cách xử lý cái thằng này á thì nó gọi là nó ở mức độ cực kỳ chuyên sâu rồi, và anh cũng sẽ làm, thậm chí cái nội dung của hắn là một buổi riêng, anh sẽ làm riêng một cái nội dung cho hắn luôn. Rồi anh sẽ tiếp tục đến với cái phần